Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Trong cuộc sống vốn dĩ quá hiện đại, tiện nghi và thay đổi đến chóng mặt như ngày nay thì việc nghe radio là điều gì đó khá lỗi thời. Thường thì những thứ như vậy chỉ còn được gìn giữ ở những thế hệ lớn tuổi mà thôi. Vậy nếu như nó được tích hợp trên một chiếc loa di động thì sao? Đối với những người dùng ưa thích dòng sản phẩm loa di động thì JBL hẳn là không còn quá xa lạ. Một thương hiệu đáng tin cậy với hàng loạt mẫu loa di động có thiết kế đầy thời trang nhưng không kém về mặt chất âm. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, thương hiệu âm thanh nổi tiếng này tiếp tục ra mắt người dùng một sản phẩm hoàn toàn mới, đó là loa di động tích hợp radio JBL Turner FM. Và bây giờ thì hãy cùng mình đánh giá xem em nó liệu có đáng để sở hữu không nhé. Đầu tiên là về thiết kế, loa Bluetooth JBL Turner FM mang đến kiểu dáng tương tự những dòng loa không dây khác đang có mặt trên thị trường của JBL. Loa có kích thước nhỏ gọn với chất liệu chống sốc là một lớp cao su cao cấp, khiến loa trở nên bền bỉ và trở thành người bạn đồng hành của các bạn trên khắp mọi nơi. Phía mặt trước loa có một đèn LED hiển thị với đèn nền sáng nên rất dễ nhìn. Màn hình cho ta thông tin về mức âm lượng, dung lượng pin, thông số cũng như là thông tin nghe đài FM. Mặt sau của loa thì khá đơn giản, chỉ bao gồm một cổng sạc micro USB và một jack âm thanh 3.5mm dùng để kết nối có dây với nguồn phát như là điện thoại, máy nghe nhạc hay là máy tính bảng. Đây là mẫu loa di động đầu tiên được tích hợp thêm chức năng nghe đài FM với khả năng dò kênh trên diện rộng wide FM để tăng cường khả năng bắt sóng. Trên thân loa của Turner FM được JBL trang bị thêm anten. Anten khá nhỏ gọn và có thể gập lại, có thể kéo dài, tăng khả năng bắt sóng và ổn định của tín hiệu âm thanh. Vì vậy âm thanh khi mà nghe FM thì rất rõ nét, ổn định và ít tạp âm. Bên cạnh đó, dọc trên các nút điều khiển của Turner FM là các phím chuyển kênh nhanh để người dùng gán những kênh radio ưa thích. Ngoài ra thì mẫu loa này còn có một màn hình hiển thị các tần số radio và thời lượng pin còn lại. Theo JBL, bên trong Turner FM là một củ loa có đường kính đến 44.5mm đi cùng một loa bass tự động giúp cho tăng uy lực của dải trầm. Ngoài ra với công suất 5W giúp người dùng thoải mái trải nghiệm âm thanh sống động. Loa Bluetooth JBL Turner FM sử dụng kết nối chuẩn Bluetooth 4.1 đem lại sự ổn định và nhanh chóng, kết nối với thiết bị nhanh hơn và không hề có độ trễ. Bên cạnh đó thì Turner FM còn có thể kết nối đến các kênh radio giúp người dùng có thể cập nhật các tin tức hay là hoài niệm một thời đã xa vắng. Pin tích hợp trên loa có dung lượng là 1500mAh, đem lại thời lượng sử dụng lên đến 8 giờ sử dụng liên tục và để sạc đầy pin là 3,5 giờ. Người dùng không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định thì loa sẽ tự ngắt Bluetooth để tiết kiệm thời lượng pin. Nhìn chung thì thiết kế của JBL Turner khá ổn. Việc tích hợp radio trên loa cũng là một bước tiến sáng tạo, nhưng có vẻ như thay vì tập trung vào hai điều trên mà JBL đã giảm khả năng chơi nhạc của em nó. JBL Turner xử lý bass khá yếu và thực sự thì nghe không được đã tai cho lắm so với các dòng loa khác của JBL. Cũng đúng thôi, vì với mức giá khoảng 2 triệu đồng thì em nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Và vừa rồi là những đánh giá của mình về em loa JBL Turner này. Thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ để phần dưới mô tả của video. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, comment và subscribe chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.